cả nhà đang ăn cơm à. Rồi, xin chào bà nhá, chào cả nhà nhá. Hôm nay trời nóng được quá, thế là hai chị em lại cùng nhau sang tôi và là đèn kỳ đây đấy. Thì bà này thổi ở đấy chưa kịp thổi nó cái quạt đấy nó thổi chắn rồi. Chết thổi đó. Cái mấy cái tôi nào chào hòa bình nha. Bà lên lên nào. Ôi ơ nó để cho ở vô nè, cái ở vô cái trời mà đi ăn nó. À, xin chào cả nhà nhá. Đấy. Ấy mấy ngôi lệch lệch đi bà bê. Rồi ôi. Lồ ngay vòng tặng nhổ đó. Nó bắt tay cái nó lôi vô ổn hoàng hảo bắt tay nó ấy đấy bắt tay cái cho nó phấn khởi đấy. Cụ già là cứ phải thế này, người phường là cứ phải thế này đấy các ông các bà đấy. Hôm nay có khách quý đến chơi thế này đấy à, thế là các bà đến chơi lại gặp bà lúa thế này đấy. Mấy chàng ở bên đống khổ mới đang thua ăn cơm mới đang rồi ôi đặng quay ăn bên đặng tuấn nó ăn quay nên nói mà khó tẩy này cái chặt hà là nó tẩy nó khổm nó chỉ nó vô đó nó mùi đó ở đây nè mẹ ăn phố nó cố thì tới tới mình ở vô nè đã sao cho tân mẹ ổn mày mày con rồi đó đi ra không khổm mà tao ổn lắm mà tao khổm nữa đứa đàn con khổm đấy thôi chẳng để nó mà không sao đâu các cháu à, đây là phấn khởi rồi. Nhưng mấy năm này nó cửa nó thối đấy. À, mình là à, mình thật à, tôi là năm nay hơn 70 tuổi rồi chú ạ. Chú hôm nay về chú đi bộ đội mới về à, thấy chú lạ lạ ấy. Là lạ đi bộ đội mới về chẳng áo mặc cái này đấy, chú này trong đống chú bộ đội mới về lúc chiều nay bà Định gặp ở ngoài đường ấy sao ấy nhỉ. Khá con đấy. Chết rồi. Dạ ừ đi anh ơn đấy tiện nè đi vô nó con co mầm cơm chu tay tân mỹ đi nè im mầm thả cảm ơn nó có chén ráo nè đi chúc sức khỏe cá mầm mà chén nó giò đi chúc sức khỏe đào bông nhá đấy. Em gái đến cùng nè mình đến tao uống đi đấy. Chết thoại thế là xin chào à các cháu à. À, cái cháu này lại còn làm cái gì Facebook để cho bà lên sóng này này là bà già lại nghe vui lắm đây. Xin mời anh chị nhá. Và à, đến đây chơi mà lại có mâm cơm chén dầu đây là phấn khởi lắm. Đâu, chúc sức khỏe bà già nào. Đấy, chị em mình uống nào. Mời tất cả mâm nha, một chén nha. Mời bà nhá. Đấy, xin cảm ơn ạ. Đấy. Mời bà. Nào, xin mời nào. Mời bà nha, chúc khỏe bà nha. Mời bà nhé. Mời cháu trai cháu bóp nào. Chúc khỏe bà nhé. Cái thoại đang cái này thà sớm mấy chả nốt thà thằng voi nè. Xin chào các anh các chị nhá, vui lắm hôm nay ngày vui lắm mà xin chào Kubi nhá, xin chào cả nhà đấy, đây phấn khởi quá hôm nay bà lại có cái khăn mới các cháu ạ. Các cháu cháu của bà mới làm cho bà cái khăn mới này thích lắm đấy. Thế mời cảm ơn nhá. Ơ đã chọn thân mấy đàn bổ đàn thấy chứ. Thế bà ơi, em gái bà đâu rồi mà từ lúc mà chả thấy đâu thì bà mời em gái bà vào mâm cơm uống chén rượu bà ơi. Ấy, vào uống chén rượu đi em ơi. Em gái ơi. Chào đi Nhật Bản nha, chào Thái Học nha. Chào Mỹ Nương nha, chào Cubin nha. Xin chào cả nhà. Chào, hôm nay bà Định lại phấn khởi vui tươi quá. Đến đây chơi lại còn có cả nhà làm mà mâm cơm chén dầu thế này vui lắm. Chào các con. Mẹ ơi mẹ. Mẹ phê cái gì? Không đọc được bà trân trọng ăn người, không đọc được cái gì đâu. Xin chào hơn 100 người đang xem bà nhá. Sao cháu lại khóc đấy con ơi. Đấy hai chị em mình đến sau là chắc là phải làm một dẫn đấy. Chào các cháu nhé các cháu ơi. Thì anh Hoàng đi đâu rồi? Đây
Anh Hoàng lúc nãy ở đây chắc là đi đâu rồi nhỉ? Anh Hoàng. Xin chào à Nguyễn Ngọc, xin chào à Triệu Triệu nhá. Mày ơi hay khỏe tuổi thế là khi nào không khỏe tuổi á? Không nói cái gì không hiểu cái gì cả. Cái chị là nói cái gì tôi không hiểu một cái gì. Mẹ già với có mấy chị đúng không? Ok, thằng tổ đi hỏi tài trò mê mô chẳng đi. Mê hỏi nhập mồm đi. Sao đó con? Ôi ôi. Đấy, hay khóc lắm các con đấy. Dạ rồi, phải trông cháu này khổ lắm cơ. Còn à, mới xin chào à, cả nhà nhá. Giờ mới ngỏ yêu á. Giờ thách yêu. Giờ thách ngay cho họ đi. Phải chuẩn bị những người đó, ngó bóp ra chuyện á. Muộn á. À, hôm nay à, trời nóng không ngủ được, thế là đến đây à, chơi mà lại còn có mâm cơm chén rượu đấy là phấn khởi lắm các cháu ạ. Sao tất cả không mặc, ôi trời ơi, chỉ có bà già mường này mới quê mùa mới mặc cái giống này thôi các cháu ạ. Làm sao mà giống nhau được. Thôi hai à, chị em mình đến sau đó thì mình à, phong tục à, cho thói quen là mình nhập mâm một nhà chén này nhỉ. Cái tàu à, Thương Linh nhá, tàu à, Tẹt nhá, tàu Tôm nhá, cười đau bụng á. À. Trời ơi, làm sao mà cười đau bụng hả con, này cháu ơi. Đấy, hai chị em mình à, làm một chiếc phép để uống một chén à, nhập mâm nhá các bác nhá. Đấy, đấy, nó mới mới phủ ra. Mới phủ mới chơi cho. Đấy. Đang chơi cái là thôi. Cái thầy đam mê ơi. Con mang hạt tha nó mà ổ áo quạp như hả? Tao mà chẳng nằm đây nào tôi đã. Bà định là bà định là bà định là ơi cái gì như nào? Tao hiểu nói như thế là như nào à cháu ơi. Đấy. Hát hò tí á. Hát hò thì bây giờ à, biết hát cái gì nhỉ? Thế thì à, bà xin phép là hát một câu là tiếng Mường nhá. Tiếng Mường đi. Đấy. Thế thì à, bà lại trở lại và lời hài hơn chưa là bà hát bài hát là mày à kia đó là gặp ba kiến cho em gặp ba ủn cho em gặp ba nhau đã giờ phù miêu đấy à, cái bà Mường này vui tính thế này đấy các cháu ạ à. À, có cháu nào à hát lại với bà không ôn lại cái kỷ niệm cái nét văn hóa người Mường đấy các cháu ạ à. Cô ní mới gặp mà vương chẳng ngờ mê ní hãy hát tiếng Mường đã nè mê cảm ơn cái tầm lo đã hôm nay tiếng dùng quản lời chuộc lời cha nữa giờ phụ tạ ơi của mi có lời mà chưa khéo nói lời mạnh mèo là nhớ cam ăn trắng tiếng ngoài mang ngoài mà như đường mang thơm mà như quế mang háo lương bao tìm đã già phố thiên mê mà tha đôi mà ngồi như đường chẳng thương mê tình mà thấy là mà thù mẹ đi á bắn thiêng mà ét đã lời
chín rằng và nó rao đã chục ngã cháo ăn chăng đã già bộ bộ ní chẳng nói mà nhật cảm ơn chưa nói mê đình chúc cho trên nị mê đi chúc cho bố mẹ mặc loạn nha khâu lại thôn đẹp nà người nó mạnh khỏe là bình an đã phố ơi. Đấy, uống rượu là phấn khởi thế này, các cháu ạ, là vui vẻ thế này đấy. Quê mường là cứ phải hát đi hát lại thế này đấy, hát giao duyên đấy, hát đồ ấy cho vui đấy. Xin phép cả nhà là uống mấy phố tá được một chén nhá. Vâng. Nà, bắt tay phố một cái nào. Cảm ơn ạ. Tình cảm dắt dạo chén sao thân thà là mẹ tình nhớ cảm ơn cái tâm loang phổ dành rào phở con thả hoài mang vui làm nấu khổ ơi cô ni chẳng hay nói ta lòng thật đôi ta là một anh chàng mê ơi gặp bà đi mang hỏi hỏi thăm má liên hỏi thăm sức khỏe gia đình bình an hay chẳng phụ tôi đi bình thường mà cảm ơn nói thăm tình mình là khỏe lắm đôi là mẹ định nhớ cảm ơn cái tâm loạn đau hôm nay gặp má ni từ hạt là lời chúc lời chào hay là hạt kể ta tin là quen ăn chẳng phổ ơi cô ni cướp nhà mà sao quen ước chỉ mới biết mới quen mê ăn chẳng sao là quen thôi được tia hạt là quen khẩu đi ha hạt đã kể ra tiếng là duyên đã giờ phụ hà ơi chào Man Tình nha, chào Đinh La Lan Đinh nha, xin chào cả nhà nhé, cảm ơn mọi người đã vào và ủng hộ cho bà nha. Để câu chuyện hôm nay phong phú bà hấp dẫn hơn nha. Mọi người ơi, chia sẻ cho bà Đỉnh nha mọi người ơi. Mọi người yêu mến bà già đây là để chia sẻ cho cả gia đình để phấn khởi cho nó cuộc sống vui vẻ hơn nha. Thực ra là hát ra đối. Chào Đinh Sơn nha, Đinh Sơn ơi, chia sẻ cho bà Đỉnh nha, Đinh Sơn ơi. Gọi là một nét. Chào Hà nha. Để giao duyên hát đi hát lại làm sao mà để cho nó khớp nhau là được đấy. Đây là bà già là chào Phục Dập Mịnh Hậu Minh nha, mình chào Nông Kim Oanh nha, chào Đinh Thuận nha, chào 125 người đang xem, 129 người đang xem nha, mọi người ơi, chia sẻ cho bài đỉnh mọi người ơi. Có alo 200 người đang xem chứ. À, cho cha đồng khởi đi em ơi, đấy chân chú đó cho đồng khởi cho nó đúng rồi đấy. Các bạn thấy ông cháu Như đi đâu rồi nhỉ? Về rồi. Nó về không đấy nào nói gì với bà già này một câu nào thế này. Nó nghe mà nó chạy quen thế. Nào mời các cháu nào, mời các ông các bà nào. Vâng, mời bà đi nhá. Chào các nhá. Mời anh nào. Anh trai chóp bóp nào. Anh trai chồng ngọt nào. Mời mía nhá. Đấy. Mấy em ơi, chồng mấy một chỉnh đéo khoán không? Chào em tẹt nha, bà hát tiếng Mường hay quá, cháu cũng người Mường đây. Cảm ơn tẹt nha. Chào Út Thành nha, chào Xuân Bùi nha, chào 134 người đang xem nha. Chào Út Thành mọi người, mọi người chia sẻ mọi người ơi. Hát hay chào nhà, Bùi cảm ơn Nền Ánh nha. Xin chào Chuân nha. Xin chào mất đồ quê luôn. Dạ. Ơn nhiều quá rồi không? Chào mất đồ quê.
ơi. Dập nhà nó đi. Ừ, mang lên ngọ. Chết ạ. Phát tình dùng ra chi anh. Đường. Không việc gì đâu. Đường. Đừng có sát chi. Cả nhà nhá. Bà mời mò một chén rượu này nhá. Mang cái liền quê lá mương hạt tiêu ở dông với nhau bằng một chén rạo ni tình rạo nghi oằng bao chẳng rưỡi khay chẳng rưỡi lỡ chẳng rưỡi ro mà lo cả nhà mẹ ơi. Đấy, xin mời cả nhà nhá. Chụp em hát. Đấy, không khí ạ. Ấy, nó cảm ơn à, để trả mì, con bé và con hồn cho mì đó. Cả nhà ơi, để bà già này làm một điều khoản. Anh ngồi em xem cái ảnh nữa nha. Tại giờ là với lên dậy. Quá lá, em với trỏ lá, chắc thổn nè. Các cháu với bà đỉnh nó hút thuốc lá ngầu. Cảm ơn cho mì là. Rồi cái gì đó. Chết thoại để cho. Sơ tay sau rồi bắt sau. Mới chẳng mắt tới mê này cơ. Bữa ăn vợ uống vào chẳng mắt tới mê kha chết thoại đi. Ôi ôi. Ê hai. Lấy phần này cam bay xung quanh. Mấy anh chịt chả cao hút mất chéo khoản nào không. Khổ ơi. Phát thắng mà. Bướm lượn là bướm môi ếch luôn ấy. Bướm ơi à bướm ai có. Kết thoại kính chào 150 người xem nhá. Bà chả nhìn rõ lắm. Chào mỹ nương nhá. Chào muôn bé nhá. Chào 300 người đang xem nhá. Ai cười với phóng thầy. Mọi người chia sẻ cho bà đỉnh cho mọi người ơi. Nó mới kì lên nó quạt nó hơi quẩy. Quạt cho nó thả được rồi. Chào Hoàng Minh nhá. Chào Đinh Thị Lan nhá. Chào thân thiết hợp nhá. Hắn quá chân để đẻ này, ta hốt tiếng khoán lên đi. Trời ơi. Mày quẩy mừng với khoán luôn. Mà là quẩy, quên là ta thở lên cái thằng... Đó. Ôi nó mấy nè hát, ơi hề hát mưa hề hút. Chào Kiều Ngân nhá, chào Bông Linh nhá. Mọi người chia sẻ cho bà đỉnh mọi người ơi. Dạ đã. Trời ơi. Chào 400 người đang xem nhá. Chào Diệu Ngọc nhá. Bà chào cháu đi đấy. Bà hồi. Bà mày hút các cháu ạ. 170 400. Bà ơi, bà chào lại cháu Diệp này, chào lại Diệp Ngọc kìa. Chào cháu Thư này, chào cháu Lan Lét này, chào cái cháu sao mà lét cái cháu. Phải làm thế nào mà to, bú to như bà này phải gọi là lét chứ. Thôi bà vui tính bà đùa thế thôi. Thấy mỗi người một kiểu mà các cháu ơi, chín chào và Toán nha. Bà hút đi bà ơi. Bà hút đừng có bỏ tay vào đấy nữa. Có chào Cương Còi nha, chào Kiều Ngân nha. Chào Đinh Nhật Ban nha. Bà hút. Để cho bà hút. Trong rồi hết vào. Trong hết rồi đáp. Bà đỉnh đừng có bỏ tay vào đây nữa. Cứ trong vào đấy thôi. Đấy. Mày chạy đâu, đã chạy đó. Đấy. Đúng rồi. Ơ, hết quán này đang. Chia sẻ cùng bà đỉnh. Bà đỉnh tuyệt vời. Đỉnh cao. Ủa, bây giờ chị cả. Tú là đẻ này đi ạ. À. Rồi rồi. Lỡ trốn phối thì chắc khai lên mà. Nghiện khuẩn. Từ 5, 7, 8 tuổi ấy, đến bây giờ là các con các cháu nó cứ bảo là bỏ quất khuẩn nào đi. Mà có bỏ được đâu. Nè, có ngồi có cơm mà cũng phải hút tiếu quẩn này đấy. Cái này bắt quay đây nữa. Nước chè. Bà là bà nghiện từ bé mà. Cái nước chè ấy.
Chết thoải đã. Thôi đấy, đủ đó các cháu à, các cao ông, các bà. Thế này thôi, xí khay lửa trồng phổi ấy, thôi đã. Thế đâu hóa sao rồi đâu ổng đó. Thôi mời tân thổn lên đét cho chén đó. Mời mê cho. Mời mê chén. Mời mê đi mê chén đó. Cảm ơn đã. Mấy bài hát mà chúng ta bài nữa. Bài bài nữa. Chỉ đi mấy hát bài mới cụ quả nắng. À, nắng mới hiểu mới chén này nó. Mới mới đi nha. Cái là mê lê, mê lê hồi lê hồi. Chào Mi ướt nha, chào ít tẹt, ít tẹt nha. Chào Ngân Trang nha. Chào các cháu nha. Đây là hôm nay là có cái bốt lá này, mười mế này một chén này. Mười mế một chén này hát cho nó vui. Ngân Trang bảo bà hát thế này. Đấy, chúc sức khỏe nhá. Chúc cho bố là chào lường, người quan tâm nhá. Chào Bông Linh nhá. Bắt đạt đã. Các tư bản mạnh hảo nó ăn đi đã. Cảm ơn mế đã. Chúc kiểu mế là diện xuống nên là một cái này kha chẳng... Người già đấy, ca nơi hát hay đó. Già, đi sống theo chỗ già, làm ăn theo làm việc chắc của việc người già đấy, các cháu, các ông, các bà. Đấy, người già lúc nào phải phấn khởi vui tươi vào, và già lúc nào cũng phải như thế này đấy. Đừng có cuộc đời là cứ phải lúc nào cũng phải phấn khởi vào. Đấy, xin mời các cháu, mời cả nhà nhá. Mời bố ra. Mời mê đấy. Thôi cảm ơn ạ. Cảm ơn mẹ. Thế như lúc nãy là bà cũng hứa rồi. Bây giờ bà xin hát một cái câu hát tiếng Mường là coi như là bài hát mời chầu nhá. Mời mẹ nè. Bà hát bài hát mời chầu nhá các cháu nhá. Để chào bài Hương nhá. Giới thiệu đến các cháu bài hát mời chầu tiếng Mường của quê bà. Câu đầu như thế nào nhỉ các cháu nhỉ? Bà quên rồi. Độ bà không độ cháu cơ. Bài hát tiếng Mường chào mùa thu hà nhá. Rồi thì em mở nhá. Mùa thu hà nói gì đây? Bà ơi 70 tuổi mà tóc bà vàng thế. Tóc bà đi nắng nhiều, tóc bà ấy vàng đấy. Như nào nhỉ? Câu đầu nó hát như nào các cháu nhỉ? Các cháu tai cháu nhớ không phải mở đâu, các cháu tai không phải mở điện thoại đâu. Nhắc lại cho bà đấy, câu đầu nó như nào nhỉ? Hát ta. Chào Tài Java nhá, chào Hạnh Bùi nhá, chào Sáu Chọc Hòa Bình nhá. Khổ lắm. Chào Linh Thơm nhá. Nhưng mà lúc chào 300 người đang xem nhá. Là cái cháu ạ. Đây là cháu gái, con gái của bà mế ở đây đấy. Đấy. Câu hát mời chầu là như thế này nè. Như thế nào nhờ bà nhắc cho tôi cái. Đã quên rồi nhỉ? Câu đầu nó là xin chào mọi người nha. Như thế nào có ai nhớ không? Cái bài hát này ai nhắc lại cho bà già này. Quá bà già lâu ngày bà quên rồi. Bà già lú lẫn năm nay hơn 70 tuổi rồi. Quên mất cái câu đầu nó là hát như thế nào nhỉ? Cái bài mà clu ni đấy, nhưng mà câu đầu nó không phải như thế đâu các cháu ạ. Câu đầu luôn. Câu đầu đó là như thế nào, có ai nhớ nhắc cho bà cái. Chờ mãi không thấy. Đấy, anh chào em, xin chào Linh Thơm nha. Xin chào Linh Thơm nha. Mời một chén. Xin chào cháu Hoài, xin chào Tường nhá, xin chào Hảo. Linh Thơm ơi, em ở đâu bà vậy? Năm nay là bà nhiều tuổi rồi, quên lũ lẫn lâu ngày bà. Chào Nguyễn Mạnh Tường nhá. Chào Hoài Lợn nhá, chào Hào Bùi nhá. Chào Tuyên Tuyết nhá, chào Linh Thơm nhá. Chào 300 người đang xem nhá. Chào Tùng Cáo nhá. Chào bạn Sáu Chọc Hòa Bình nhá. Bà làm sao mà chay được? Bà chào bạn Mận Vô Tâm nhá. Mà chay được đấy. Bà già nhưng mà bà tuổi của bà già rồi nhưng mà đấy bà cứ uống này đấy. Mận Vô Tâm ơi, bà ở Hòa Bình nhá. Chào Huyền Trang nhá. Này lúc nãy là cháu trai nó mở rồi. Bà hoa nó bách lê một lại nàng. Linh Thơm ở Lạc Sơn à? Doãn Nguyên
bữa thảm. Mời chào Thị Sơn nha, chào Dũng Quách nha. Chào Chân Ngắn nha. Rú loan rú phượng rú nguyên rú hà rú ni thay ồn trống tha đình quản ý chuông đình bay ưa đa dạ vạn nơi ưa mấy đình vừa thát thôi nữa chẳng ăn cầm lì em ơi chẳng ăn cầm lì ủn qua phùi lon đấy đấy là bài hát tiếng mười 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 tàu đó các cháu ạ, bài tiếng mường quay bà đấy. Thế bây giờ à chúng mày hạ hết bài chưa nữa hết hai hết bài đây rồi đã cái gà quê mường lì của bà thế này là các cháu vào chào anh tẹt nha, chào Hương Nấm nha, mọi người ơi, mọi người chia sẻ mọi người ơi, chào Hương Nấm nha. Bà ơi, bà làm bi thuốc lào nữa đi bà, lại làm bi thuốc lào nữa, làm bi nữa cho nó phấn khởi nào các cháu ơi. Thế đáp ứng theo yêu cầu của các cháu là bà lại hút một điếu quản nha các cháu nha. Bà ơi, bà để con chân cho kinh dị. Là bây giờ là lúc nãy là hát tiếng mường rồi, bây giờ bà lại hát tiếng chuôi nhá. Hòa bình đẹp lắm. Chào bạn chuẩn tộc mường nhá. Ngàn chưa áng mò mường bởi lời ngàn chưa cùng đè đón đè đưa. Chào Nguyễn Nương nhá. Chào Quân Bò nhá. Chào 171 người đang xem nhá. Mình bùng bình bóng hòa bình điện trang lung linh nhớ trang sơn tiên ăn thòng lũ đều hoa văn. Chào Mạnh Đinh nha, chào đây. Chào Diệu Ngọc nha. Đi nò đi nữa. Thì chẳng báo vào cũng hô đã. Rồi mà tỏ tì nó mà tỏ nó cũng lạc trơn kinh tào nhá. Chơi xuống khoản nha. Rồi ra hút khoản thở ra chữ O bà không biết đâu bà. Người mường bà không biết chứ hút kiểu đấy đâu. Để bà làm một điếu nữa nhá. Bà là bọn mường thàng các cháu ạ. Pi vang thàng rong nhớ con chuối hay khoa hang kim bôi hà ly nhớ bản láng mai châu anh làm thơ đấy. Thế là có cái gì mà có khoản đẹp các cháu này. Cây kéo vàng nhá, thế là mấy chén nữa ra chèo pha đủ đủ đi. Mẹ nó phê rồi, mẹ đỉnh. Mẹ vừa mới uống mấy chén. Chào Huyền Phi nhá. Bê phê quá các cháu ạ. Kim Tào à, Diệu Ngọc nhá. Bà mà say chồng đi quên thì buồn cười lắm. Anh quay phim đẹp trai lắm. Đấy là cháu của bà đấy. Chào Siêu Ngọc nha. Anh muốn làm cháu dâu của bà thì liên kết. Chào Linh Thơm nha. Để bà giới thiệu cho cháu của bà nhá. Chào Phi Đại Ca nha. Chào cháu Đức nha. Linh Thơm ơi, em có nghe yêu chưa? Nhà nhiều tó lắm bà. Chào Dương Quách nha. Đẻ được 4 con nhưng mà chết thêm 1 con rồi còn có 3 con. Lúc nào cũng chùa đấy. Chào Mạng Quách nha. Đấy là chó đó.
là như thế mà. Chào Nguyễn Quang nhá. Cái chó nó chỉ có việc là quay nhà thôi. Nhưng mà thực tế ra như này này, bây giờ ngày xưa là chó quay nhà, nhưng bây giờ là chủ phải quay chó. Chủ phải trông chó, đúng không nhỉ? Đấy. Không là các anh thanh niên là đến là cứ chào Uyển Nhi, chào Uyển Vi nhá. Bà ơi, cháu đăng ký làm cháu dâu ấy rồi. Đấy bà. Linh Thơm nói gì đây? Em còn đang sợ ế này. Ôi, nghiện thuốc lào từ bé rồi ông ạ. Thế cả mâm gió cho đồng khởi một chén đi ông ơi. Để cho nó vài chén cho ông cái. Nào. Đây ông có đây. Chào Bùi Thị Thúy Hiền nhá. Thúy Hiền hỏi bà lúc nãy bà bảo bà ở đâu nhở? Bà ở đâu quá cháu ơi. Bà ở đâu còn đâu mới nói đấy. Cháu phải liên hệ với bà, liên hệ với cháu trai của bà thì bà mới giới thiệu cho cháu. Chứ làm chào. Sao mà bà nói được cháu luôn. Đấy. Chào bạn Khuê Bùi phải... nhá. À, giữ bí chào mật. Bạn Cô Long nhá. Đấy, cháu ạ. Facebook của cháu của bà là phải liên kết với bà nhé cháu nhá. Phải tiếng Anh người ta bảo là trong từ tiếng Anh mà ngày xưa mà cháu của bà lúc cháu là dạy bà là năm nay có một đứa cháu của bà là chào Siêu Ngọc nhá. Hai bà phải nói tiếng Anh là hello rồi good morning rồi my name Y Đỉnh. If you want to contact to me, đấy là có nghĩa là nếu mà nếu mà bạn muốn kết nối với bà này thì bà phải liên hệ với bà là trên to me ở letter, đấy là có như là gửi cho bà cái phong thư đấy. Chào bạn Trung Tô nhá, chào đấy, bạn Bùi Yến nhá. Như thế là các cháu chào à. Bạn Trong Anh nhá, chào 169 người đang xem nhá. Mọi người chia sẻ cho bà Đỉnh với mọi người ơi. Chào Bùi Văn Đức nhá. Ông đâu rồi bà ơi? Ông đây, quay đến ông. Ông đang ngồi đây đấy, ông già đây đang ngồi đây. Ông tá đang ngồi ở bên cạnh đây này. Đấy, ông ngại ông lại đi vào ông ngủ rồi. Bà vui quá, bà vui lắm, bà vui lắm, bà phấn khởi có các cháu vui lắm. Chào bạn Trung Kiên nhá, chào bạn Mùa Thu Hoàng Hà nhá. Bà ở Dũng Phong Cao Phong hả? Hello Bùi Thị Thúy Kiều. Xin chào các cháu nhá, bà rất phấn khởi khi mà được cái cháu trai của bà lại lên cái phở A-Pay phố bố phố thế này là thế này là lại giới thiệu đến cho người nhà năm nay hơn 70 tuổi mà còn lên được còn được lên sóng truyền hình vô tuyến thế này là và vui lắm các cháu ạ. Họ bắt đặt với lại ấy mà giảm thu thanh đấy cứ thẳng nói như giảm thu thanh đấy. Bà là tiếng Anh chết đi bà. Bà lại nói tiếng Anh à? Tiếng Anh thì cái gì nữa nhỉ? Ngày xưa là bà là được cái cháu của bà học lớp 6 là đại. Chào bạn Hằng Hana nhá, chào Cúc Bùi nhá. Chào bạn Phương Hoàng nhá. Chào bạn Bùi Thúy Hiền nhá. Ngày trưa là cháu của bà dạy bà như này này. Chào bạn Đinh Thơm nhá. Tuổi tác không quan trọng bà ơi. Xin mời cháu lên giường là như nào nhỉ? Welcome to my bed. Đấy. Thế là các cháu ạ. À. Chào bạn Uyển Nhi nhá. Xin mời bạn lên giường cùng tôi. Đấy như thế. Mà phấn khởi thế là các cháu ạ. À. Bạn Uyển Nhi, bạn Uyển Vi, bạn nói là cái con Facebook nó làm cho mình gần nhau hơn bà nhỉ. Đúng rồi đấy, các kết nối yêu thương đấy đúng không các cháu. Xin chào các cháu đến với chuyên mục kết nối yêu thương trên bờ iPay bờ Facebook. Cục lúc chết thoải đó. Chào bạn Huyền Nhím nhá. À, chó cho đồ đồng khởi đi ông ơi. Mời mệt đấy cho. Cảm ơn mình đồng khởi nha các cháu nha. Bạn Huyền Nhím bạn ấy bảo là bà đang ở gần nhà cháu mà cháu không có ở nhà rất tiếc. Thế thì buồn quá. Nếu sao bạn Thành Việt nhá. Mà bà mời cháu sang đây giao lưu với bà luôn đấy cháu à. Chào bạn Thị Tó nhá. Thị Tó, xin chào Thị Tó. Tên của bà ngày xưa là tên cũ cơm là Bùi Thị Tó nhá. Thị Tó là bạn của em. Chào bạn Hiền Hiền Phạm nhá. Chào bạn Trâm Anh nhá. Chào 181 người đang xem nhá. Mọi người chia sẻ cho bà đi mọi người ơi. Chào bạn Diệu Ngọc nhá.
xin chào cháu Diệu Ngọc nhá. Mới ơi quan mới mế đồng hương à, cùng quê với nhau à cháu. Xin chào cháu nhá. Hello, xin chào các cháu. Và hôm nay rất là phấn khởi đến đây chơi, lại còn được tiếp đãi chén rượu này. Chào bạn Hương Kêu nha. Được giao chào bạn Đạo Thanh Tâm nha. Bà phấn khởi lắm các cháu ạ. Kỳ la thì cãi ơi. Bạn Tâm Diêu Diêu. Mế ơi, mế ơi, bạn Tâm Diêu Diêu, bạn hỏi là tiếng Mường yêu nhau là gì hả bà? Cho bà thêm một chai rượu nữa cháu ơi. Thế là bà đang bảo câu rồi đấy. Hãy thêm một chai rượu nữa các cháu ạ. Bạn Tâm Diêu Diêu, bạn đã hỏi là tiếng Mường yêu nhau gọi là gì? Yêu nhau có nghĩa là háo hà các cháu ạ. Chào bạn Bùi Văn Thuần nha. Xin chào tất cả các cháu đang theo dõi bữa iPay bữa Ubook quả bữa A3. Chào Phúc Bùi nha, chào bạn Nguyễn Hiền nha. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ cho bà đi mọi người ơi. Chào bạn Bùi Văn Thuần nha, chào bạn Đặng Hạnh nha. Đây có chai rượu mới hả ông ạ? Thế mình uống tiếp đi. Đấy, cứ phải phê vào. Cho bà đỉnh cho ông một chén nào. Bây giờ là xin chào bạn Ngọc Tuyền nha. Chào Lợi Lợi nha. Chào 197 người đang xem nha. Chào Bùi Thị Thúy Hiền nha. Để cái làng cái đi hỏi thì bên dạy hết cô lên nhá. Giảm thu thay nhá. Mới ngồi chưa? Mấy ơi, mấy chào mọi người ấy, mấy ơi. Mới chưa? Có mời nhậu không ấy, cháu sang đây đi, bà mời đấy. Xin chào 200 người đang xem bà nhá, bà rất phấn khởi, đấy, bà vui lắm. Nào, mấy ơi, anh này đi, anh ơi. Mời chưa? Các cháu ơi, bà thôi giảm tôi thay nha. Bà uống một hai chén là bà phải về ngủ đấy, không là ông chồng nhà bà lại đợi bà ở nhà này luôn. Đấy, ông chồng bà lại mời đợi bà ở chào nhà bạn Quyết thì... nha, chào bạn chốt Bạch Thị Thảo Yến nha. Mẹ ổng thay hát tiếng bậy sữa mẹ huyết. Chào bạn Thùy Mơ nha. Ông lấy chào chúng tôi, chào Bùi Quang nha. Xin mời ông uống lấy khoan nào. Nó chỉ làm chén thôi còn nào. Trời ơi. Làm chén. Chào bạn Đinh Công Thuần nha, chào bạn Tiếu Duy nha. Chào Huyền Hiếm nha. Nào. Ôi ôi ôi. Đồ khởi đấy cả nhà ơi. Cũng mời anh một chén nào. Chào phụ. Xin mời cả nhà nha. Làm mi gì mãi vừa mới hút quản thì có ạ. Vào cái tải game với anh kia. Hồi tôi học từ mốt to thơm á. Hồi học bên này. Dạ hồi học bên này. Hồi học bên kia nữa. Dạ cái đó. Chết trời nhớ ham đây này. Lời ấy. Tôi bên này. Tiêu rồi đấy. Mất mạng rồi. Xin chào cháu Trung nhá, xin chào mẹ ở nó đi á, mẹ ở nó còn lô mẹ nói quan ơi. Chào bạn Út Bùi nha. Chào Đinh Mạnh Di nha. Chào 193 người đang xem nhá. Chào bạn Trọng. Mọi người chia sẻ cho bài mọi người ơi. Tiêu mà tiêu đã. Như bổ hỏi cho mày mà. Sao mày mê? Mê có chuyện không mấy? Mê chữ. Các cháu ơi. Cái này là món tát ới thơ nhân của quê Mường bà này các cháu ạ. Đây này, đây là món chén này các cháu ạ. Tát ới thơ nhân này các cháu ạ. Mới là ổng nhưng mà thổi vậy chẳng có bố miếng mài cái gì nữa. Chẳng có trò trở nên thật. Chẳng có ổng giống như nữa. Mê nè. Mê chén. Mê giống. Các cháu ơi, bà rất là phấn khởi vui. Cảm ơn các cháu đã vào nói chuyện với bà. Chào bạn Hải nhá, chào bạn Đinh Mạnh Duy nhá. Nhưng mà bây giờ là đêm khuya ngày khoắng rồi các cháu ạ, thì bà cũng phải kết thúc chương trình nói chuyện ở đây để chúng ta gặp lại nhau trong buổi ngày mai nhá các cháu nhá. Bà rất là vui khi mà các cháu vào. Chào bạn Trung Bòn nhá. Bà chưa phê đâu, bà còn tỉnh lắm cháu ạ. Ngoài quế. Chào Loan Hà nha. Xin mời các cháu. Chào bạn Thanh Cùn nha, chào bạn Bông Kiu nha.
chào 188 người đang xem nha mọi người, mọi người chia sẻ cho bà đi mọi người ơi. Chào bạn Nông Kim Oanh nha, chào bạn Trọng Hiếu Huấn nha. Chào bạn Dương Quẩy nha. Cháu ơi, đây cháu kết thúc chương trình. Chào tất cả mọi người nha. Để bà uống rượu cho nó ngoan à. Thôi thế bà chào mọi người đi bà chính ơi. Chào nha. Bây giờ bà bắt tay bà nha. Bắt tay cái bà nha. Thôi chào tất cả mọi người nha. Chúc mọi người ngủ ngon nha. Bye bye. Chào mọi người. Bye bye.